Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình giới thiệu cho mọi người một chương trình góp nhận 0.05 tốc cần GFXT nghe tới các bạn khoảng 25 đô một tốc cần này bằng 500 đô. Chương trình góp này nó sẽ end vào ngày 15 tháng 2 năm 2021 và nó sẽ phân phối vào ngày 18 tháng 2 năm 2021 nha các bạn. Đây mình lấy danh nguồn góp 6 cũng rất là uy tín nha các bạn. Để tham gia giải hôm nay các bạn lấy phần link mô tả mở Telegram các bạn nút chữ tết chat bot nha các bạn. Thì dạo gần đây mình làm airdrop kỹ cho tất cả các bạn lắm, mình tìm những nguồn airdrop rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên group controller này nha các bạn. Rồi các bạn join nha các bạn. Đôi lúc các bạn thấy không về các bạn nản. Thật ra thì tại vì chưa đúng ngày giờ phân phối nha các bạn. Rồi các bạn join sao các bạn. Hai kênh. Rồi các bạn bấm join nha tất cả các bạn. Ê, bạn bấm chat chứ. Phải cần bấm continue nha tất cả các bạn. Rồi bạn lúc đây thì trên nguồn góp 6 mới vừa ra góp là mình làm liền cho tất cả các bạn luôn. Về các bạn chờ chút xíu nha bạn. Về gì mình mới vừa đăng cái video cái đợt nên máy nè. Thì rồi bạn bấm tiếp nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn follow từ Twitter và ghi lại username từ Twitter nha các bạn. Các bạn nhấp vào nè. Rồi các bạn chờ một chút chút xíu nha các bạn. À, quá lâu rồi các bạn ơi. Tốc cần này nó sẽ list lên nhiều sàn lớn như hiện tại nữa, nó sẽ list Binance Uniswap này nè các bạn. Rồi các bạn theo dõi nha các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn, trên nguồn góp 6 nữa, uy tín nữa. Hiện tại chưa có tài quyết gì trên các bạn ơi. Phan phan các bạn chờ mình chút xíu các bạn. Đây dự án này mới ra các bạn ơi. Rồi các bạn có đáp lời các bạn chỉ theo dõi thôi các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại username từ Twitter của mình nha các bạn. À, còng MMO của anh. Các bạn vào mở từ Twitter của mình á. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. À, cái bot lần không chọn bot phản hồi các bạn ơi. Tiếp tục thì các bạn nhấp vào YouTube, các bạn nhấp vào đây nè các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Mạng yếu quá. Rồi tất cả các bạn đăng ký nha tất cả các bạn. Rồi sau khi tất cả các bạn đăng ký xong thì các bạn cũng bắt up lại nha các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân hồ sơ của mình nè. Dâm bấm vào bài và trên cùng các bạn bấm vào chia sẻ, các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Sao chép vào đường dẫn nè. Rồi các bạn bắt up lại nha tất cả các bạn. Rồi các bạn chờ lên bot mình. Các bạn bắt vào. Rồi các bạn gửi tiếp cho bot. Tiếp tục Facebook thì các bạn follow gỡ lại profile link. Thường thì như dự án có Facebook này nọ đồ. Rồi Facebook thì các bạn like nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm thích nha các bạn. Rồi sau khi tất cả các bạn bấm thích rồi các bạn bắt đắp lên nè các bạn. Rồi các bạn nhấn vào dòng thời gian của mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào chia sẻ và trên cùng nha các bạn. Rồi các bạn sao chép vào như tặng các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại nha các bạn. Rồi các bạn gửi tiếp đưa vào lưu file Facebook của mình nha các bạn. Rồi bạn dán vào nha các bạn. Facebook của anh nè. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Facebook
Khoan để mình coi các bạn nào mà rồi các bạn cập tôi chờ cập nhật thông tin chút xíu nha các bạn, máy quá yêu các bạn ơi. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào anh em lắc nha các bạn. Nói có hoàn thành nhiệm vụ chưa thì các bạn trả lời mình đã hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ EC20 với chút wallet nha các bạn. Nó đầy sức với chút wallet thì nên các bạn nên copy địa chỉ NH cho bên với chút này nha các bạn. Copy địa chỉ bên với MetaMask cũng được nữa. Thì thường thì những cái đó chạy trên tảng EC20 không đó các bạn. Nó cũng hàng. Rồi các bạn sao chép lại địa chỉ NH nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm mèo ba lên xiên nha các bạn. Để chết số cần nha các bạn. Mình đã nhận được 0.2 token nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một withdraw. Rồi vào ngày 18 tháng 2 năm 2021 thì nó sẽ phân phối hay là có gì mà cập nhật thêm cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nha.